Mình còn nuôi gà đây, đây là gà nhà lai gà rừng. Còn thưa, đây đây là gà nuôi đây, tí nữa là món tiết canh gà. Để xem các bác chế biến cái món tiết canh gà này như nào nhá. Nè cho trên này đi, cắt trên này thôi. Đây là gà bản. Gà to như đó chả có cánh gì. Ôi, không thể ra mấy. Thôi, học chú mấy cái. Đây là cho muối vào à, xong là đây là cái khâu đầu tiên. Nghe ảnh như thế này con, cái này nó hơi mờ mờ không sao, làm mờ đi đấy đúng không? Báo ra rồi là băm nhân nhân ở đây là dùng cái cổ cổ con gà đúng không? Đây. Cổ với lại lòng à? Vâng, cổ với lòng. Đang băm cổ à, bên kia là lòng nữa, tí kết hợp với nhau à, gia vị gồm có xả nha anh nhỉ, xả với hay hành ớt ớt à, đây là những cái nhân làm tiết canh gà nha các bác nhá, tí là cùng xem là nhà hành tiết canh gà như nào. Đây. Mọi người sau khi băm nhân với xong với gia vị trộn với nhau thì ta đi xào chân nhân chín. Phần là xào chân nhân của tiết canh gà ấy. Đầu bếp bên này là lớn tuổi hơn đầu đầu bếp và 2k6 bên kia. Cái này cho chín hẳn luôn anh, cho chín hẳn luôn rồi tí mình đánh thôi. Nhân đại chín rất là thơm, cho vào đĩa để nó nguội thì thơm lắm mọi người. Bây giờ ra đi phần bị bánh tiết canh này, cho nhân và tiết. Đợi cho anh cái. Rồi. Một. Tới đấy thôi nhá. Tới hai quả, ba quả đấy. Ừ, của em à? Vâng, em đây. Cho mì chín vào.
Tiết canh gà đây. Úi ôi, chuẩn luôn. Đấy, không sổ rời nhá. Đấy. Đi ném lên. Còn cái mà đây. Xôi đây ăn không? Anh em cắt thành 5 phần. 4 4 4 4 4. Cho anh ăn 7 thứ rồi á. Năm phần một tí. Mình là mình dùng cả bát cơ. Nên là chia 4 cho 4 gà. Đấy nhá, bây giờ đến cái phần mình tiết canh gà. Rồi chuẩn luôn. Ôi cứng quá à, không cắt được à? Hơi khó một tí. Khó một tí à? Ok. Đây bây giờ sử dụng tiết canh gà nhá, tiết canh gà. Rồi rồi. Thấy quả trơn không ở nhà chúng lắp ra rồi. Ok. Úi giời. Mọi người thưởng thức đi để xem cái cảm nhận. Có. Có hết mà. Anh định cắt ấy rồi. Đi cháu ơi, chiều 4 đi cái gà ngon đó mà. Vâng, cháu ok mà. Đúng à? Có. Đây.